Vốn đam mê đồ cổ, anh Huỳnh Minh Hiệp dành hàng chục năm để sưu tập những món đồ do người dân Sài Gòn xưa thường sử dụng. Để mở quán cà phê, anh mang ra gần 2.000 món đồ cổ từ thập niên 1930 đến 1970. Anh phải mất cả tháng để bày biện đồ đạc, trang trí các bức tường, vẽ tranh, sao cho mọi góc đều mang cái hồn của Sài Gòn hoa lệ. Anh là người đàn ông có bộ sưu tập tiền lớn nhất đất nước, được kỷ lục Guinness Việt Nam công nhận. Trong bộ sưu tập của mình, anh Hiệp còn giữ được chiếc xe gắn máy thương hiệu Motobican Bunny, vẫn còn nguyên giấy đăng ký. Anh còn bảo quản 500 poster phim từ năm 1935 đến năm 1975. Anh cho biết mình sưu tập đồ cổ, trước là vì đam mê, sau là vì muốn lưu giữ những nét truyền thống văn hóa đặc sắc của ông cha ta, chứng minh được nền văn hóa nước nhà rất giàu và đẹp. Hà Chí Quang và Lê Bella xin mến chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Chuyện đó chuyện đây. Quý vị khán giả thân mến, ngày hôm nay thì Hà Chí Quang cũng rất vui gặp lại Lê Bella, cô bạn học rất là lâu của Hà Chí Quang rồi. Thực ra em không thấy vui chút nào hết trơn. Bởi vì á, ngày xưa anh hay dẫn em đi ăn lắm, mà từ khi ra trường cho tới giờ làm nghề ăn cũng khá khá hơn rồi, mà sao anh không có dẫn em đi ăn như ngày xưa vậy hả Quang? Thực sự là ngày xưa là hai đứa học chung thì hàng ngày thì hai đứa hay đưa nhau đi học. Bởi vì anh Quang rất là tốt bụng thưa quý vị, bởi vì ngày xưa Lê Bella ở nhà cậu của Lê Bella nên không có phương tiện đi học và đi bằng xe bus mà bị say xe quá, cho nên anh Chí Quang học chung lớp và anh rất là tốt bụng khi mà anh nhận nhiệm vụ là anh đưa đón Lê Bella sáng đi học, chiều đưa về, thậm chí là làm cho cậu của em hiểu lầm là hai đứa mình nhau. Thật sự thì nhà Bella thì ở nhà cậu thì ở đầu đường, qua ở cuối đường thì trên đường đi học thì Quang tấp mà đón Lê Bella thôi. Cái đó cũng bình thường chứ không có tốt gì đâu. À vậy hả? Không, nhưng mà tại sao em nói tới vấn đề ăn uống là bởi vì cái ngày đó đó thưa quý vị, anh Quang hay chở Lê Bella đi học rồi xong rồi dẫn vô những hàng quán và lề đường và những món ăn dân dã của Sài Gòn, chỗ nào ngon anh Quang cũng biết hết. Đó là một cái điều mà Lê Bella cảm thấy cực kỳ thích thú khi được đi chung với anh Quang. Mà kể từ khi ra trường cho tới bây giờ làm nghề, anh Quang thậm chí đã khá giả hơn ngày xưa rất nhiều, nhưng mà đã quên đi cái ngày đó. Được rồi, khỏi nhắc nữa, hôm nay sẽ cho Bella tọa nguyện luôn. Thấy không, là... em muốn cái quán nào mà nó có thể có những cái món ăn mà dân dã. Tất nhiên mà, rồi mà tập trung nhiều món á, chứ đừng, nếu mà đi ăn một món thì không biết chừng nào anh mới lo cho em hết. Nhiều món hả? Được thôi, và không những là quay lại cái thời quá khứ của mình để trải nghiệm được thêm những cái mới nữa, là mình sẽ biết được về cái Sài Gòn xưa của mình có những cái món đồ như thế nào nè, những vật dụng như thế nào nè. Em nghe nói em thấy hơi háo hức rồi đó nha. Đi liền. Xin mời quý vị khán giả. Là thế không? Bây giờ mới tới đây là em đã thấy những cái gì đó cổ kính rồi đó. Đó, những cái đây là hiện vật xưa hoàn toàn. Và mình sẽ gặp anh Hiệp ha. Anh đây phải không? Em chào anh. Chào em. Dạ, hiện trước anh không ngờ là anh đợi tụi em ở đây. Dạ. Rồi anh thấy lúa, xong em nhìn tới bộ đồ. Giống hai lúa. Em biết đây là chủ quán rồi. Và ngày hôm nay thì Hà Chí Quang cũng như là Lê Bella và quý vị khán giả của chương trình Chuyện đó chuyện đây muốn đến tham quan quán cà phê lúa Sài Gòn của anh Huỳnh Minh Hiệp, cũng muốn tìm hiểu về các hiện vật cổ Sài Gòn ngày xưa mà anh Hiệp đã sưu tầm. Đây là những cái quá đơn của Sài Gòn ngày xưa đó. Quá đơn đó. Đồ cổ mà mình dán qua đây luôn anh. Và bên trong thì em thấy rất là nhiều bàn ghế được bày biện rất là ngăn nắp. Cái đó là không gian cho khách luôn hả anh? Không gian đó anh dựng lại những không gian của Sài Gòn ngày xưa, phòng khách, tiệm mai rồi hiệu ảnh. Trời ơi, nghe em hào hứng quá. Anh có thể đưa tụi em vô trong đó coi được không? Ngoài ra còn có rất nhiều món ăn đó. Yes, em thích đồ ăn. Anh rất sẵn lòng. Dạ. Đó, mình tìm mấy cái này vô đi anh. Rồi, ok. Nhanh đi quán có đồ ăn. Xin mời em. Dạ. Đây là cái xe nước của Sài Gòn ngày xưa đó. Xe nước ngọt. Cái này là mình giữ là nguyên trạng hay là mình phục nguyên rồi? Nguyên xe của nó ngày xưa. Đây là cái tủ thuốc lá ngày xưa nè. Thuốc lá. Đó. Có thể lấy trên và để dưới được nè, đây là đi không? Mở trên, mở trên được luôn. Ủa vậy hả? Mở trên được luôn đây nè. Đó hai cửa. Nha, đó. Đó nè, từ đây lên lên trên. Ở bên đây. Ok. Rồi đây là những cái kết nước kết trên bia ngày xưa. Chào quý vị khán giả thấy. Đây là chai bia nè, chai bia trong đây còn nè. Đây bia đó. Đấy, đó chai bia. Bia con cọp. Hồi xưa là cứ cho chai la ye lại. Cho chai la ye đi là cái này. Hồi xưa Sài Gòn chỉ uống cái này thôi. Dạ đúng rồi. Đó, đây là kết ngày xưa là bằng gỗ như thế này chứ không có bây giờ bằng nhựa như thế này nữa.
Anh có cái xe này, qua cái xe này em đang mặc cái bộ đồ sạc ly. Nặng nặng beo beo chính ra beo beo chính. Trời. Cố tình. Còn đây là những cái loại bánh của Sài Gòn ngày xưa. Dạ. Bánh bánh men, bánh lỗ tai heo rồi bánh sampan. Đây là chiếc xe quý nhất nè. Dạ, chiếc xe Beta hả? Không, chiếc này là chiếc Motobican 1938. Đó, là chiếc trước Beta. Chiếc xe này đó là chiếc xe cha đẻ của xe Mobilus sau này đó. Mobilus, yeah. Không. Chiếc xe này có nguồn gốc là của ông Khâm Sứ Tòa Thánh Đông Dương. Ông đó là Mario Pini. Chiếc xe này khó khăn lắm mới sưu tập được. Dạ. Tại vì nó cổ quá. Cái mấy bánh, bánh chữ nè, rồi mấy cái bánh chữ, mấy quạt nữa. Rất là nhiều. Ở qua bên đây có hiện vật rất là quý, đó là cái lon Vigo của Sài Gòn, là sữa của em bé của Sài Gòn ngày xưa đó, mà nó còn đặc biệt nó còn nguyên cái tem trên đó luôn, năm 1973. Đây là cái lon sữa Vigo của Sài Gòn. Ngày xưa thực sự uống mấy cái sữa này là toàn là phải có tiền, có nhà giàu lắm, nhà giàu lắm mới sữa. Nhưng mà may mắn cho Quang ngày xưa là Quang được uống rất là nhiều. Tại sao vậy, nhà anh giàu lắm? Không, nhà rất là nghèo ngày xưa, nhưng mà từ cái là đẹp trai lắm, hồi nhỏ đẹp lắm nên trời ơi nó thiệt, mỗi lần ra là có đồ là cho nhiều lắm. Rồi sau này người ta đựng trang sức, đựng mấy đồ quý giá đó, rồi sử dụng rất là nhiều. Rồi đựng cơm nữa. Còn đây là đại diện nguyên tập ngày xưa nè. Đây cái cuốn tập con nai nè. Cái tập này là hồi mình vẫn có xài tập Olympic. Coi mỗi lần đi học là được ảnh hưởng với Olympic này nè. Cái này là sau này nè. Em thấy có cái cân nữa kìa. Đây cái cân của tiệm vàng ngày xưa đó. Cái cân quá à. Nhỏ xíu à. Hay. Đó, trong cái học nó có mấy cái quả cân nhỏ nhỏ đó. Đâu anh đâu. Cho em nửa đi nha. Đó. Ôi, anh lưu giữ nhiều quá. Anh, những cuốn sách đó là cái gì vậy anh? Cuốn sách là những chuyện của ngày xưa, báo ngày xưa đó. Báo. À, ngày xưa. Đó, ngày xưa người ta làm. Ủa, cái này là anh bấm lại đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, đây là những cái cuốn sách. Sách theo chương nè. Theo chương luôn, tiểu thuyết. Tiểu báo thuyết ngày xưa báo tiếng chuông là nổi tiếng lắm đó. Cái xong cái anh cắt những cắt cái tiểu những thuyết cái bài ra báo hả? Lại. Kỳ công quá. Anh cho em mượn cái radio. Cái radio cổ nhất là cái nào anh? Đây cái radio. Đây. Ngày xưa là cái radio. Có cái bọc da nữa hả? Cái bao da. Hồi xưa là nhà này giàu lắm á, là mới có này. Dạ. Rồi giàu. Rồi em nghèo nghèo đây đâu không biết. TV là khó lắm. Em có, nhà em có, nhưng mà tại vì khi mà mình... Sao cái gì nhà anh cũng có hết vậy Quang? Anh mà là sưu tập thì anh cũng có nhiều anh lắm. Anh là đại gia ngầm đúng không? Không có. Quán cà phê lúa của anh Huỳnh Minh Hiệp theo phong cách Sài Gòn xưa ở đường Nguyễn Cơ Thạch thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm. Với không gian nhuộm màu sắc hoài cổ, khi phần lớn đồ vật trong quán đều từng một thời quen thuộc với người Sài Gòn. Khách đến uống cà phê được chiêm ngưỡng những chiếc xe cổ, biểu hiện của Sài Gòn xưa. Máy chiếu phim lưu động hay đèn dầu thập niên 1960 được tái hiện sinh động, hoặc những bộ bàn ghế cổ, sàn nhà gạch bông, biển quảng cáo v.v. Có những chiếc bàn được thiết kế từ bộ khung của máy may của hãng Singer, nổi tiếng khắp miền Nam một thời. Khu vực pha chế bày biện nhiều món đồ bình dân như tủ đựng thuốc lá, gạt tàn, lon nhôm. Theo chủ quán, những đồ này dù đơn giản nhưng rất khó sưu tập. Một không gian khác tái hiện quầy giải khát vỉa hè Sài Gòn với chiếc xe đẩy, những chai nước ngọt, máy bào đá. Cách bài trí đồ đạc trong phòng khách ngày xưa với điện thoại bàn, đài cassette, đèn dầu, bình rượu được tái hiện lại trong quán. Dàn máy nghe nhạc Akai phổ biến những năm 1970 vẫn còn hoạt động tốt. Âm thanh rè rè, ngầu đục phát ra từ chiếc máy to sụ có sức mê hoặc khó lý giải. Ở quán luôn mở những bản tình ca cũ nổi tiếng. Cảm giác nghe trên máy Akai có chút lưu trai và chân thực do không qua xử lý. Đây cũng là nơi để người mê đồ cổ có cơ hội giao lưu, chia sẻ với nhau. Ngoài ra, anh Hiệp còn sưu tập những bức poster quảng cáo phim, tờ nhạc, tờ rơi quảng cáo, góp phần tái hiện được nhịp sống của đô thị Sài Gòn xưa. Đại rác trong quán, người chủ cho trưng bày vài chiếc mô tô phổ biến trên đường phố Sài Thành cách đây cả nửa thế kỷ. Độc đáo nhất là chiếc xe gắn máy thương hiệu Motobican Bonis, sản xuất năm 1930, vẫn còn nguyên giấy đăng ký. Lê Bê La cảm thấy như thế nào? Thực ra khi em đi tham quan một vòng á,
em thấy mỗi cái chỗ sẽ là một cái ký ức về Sài Gòn xưa, và em cảm thấy rất là thú vị. Và những cái món ăn giống như những món ăn em nhìn thấy nè, em không thể kiềm chế được những cái món mà thời học sinh nè, rồi cái món bánh hồi xưa mà mẹ em làm này, đây đây trời ơi quá trời, là những cái món ăn rất là quen thuộc và dân dã. Mình nói rõ hơn về quán cà phê này được không ạ? Quán cà phê Lúa Sài Gòn thì được thành lập cách đây 1 năm rồi, đó là ý tưởng của anh và một cô bạn diễn viên Kim Tuyến đó. Dạ. Là ý... chị Kim Tuyến em biết đấy. Anh là sưu tập tiền cổ Việt Nam với là sưu tập những cái hiện vật của Sài Gòn xưa. Thì Tuyến nói là anh có nhiều bộ sưu tập rất là đáng giá, tại sao không làm quán cà phê? Thì ròng rã cả năm trời anh với Tuyến và một số người bạn nữa, những người đam mê cổ vật á, những cái hiện vật của Sài Gòn á, thì lập ra cái quán cà phê Lúa Sài Gòn hơn được 1 năm rồi. Dạ. Bây giờ thì mới được bật mí, thưa quý vị, cũng là đồng nghiệp của chúng tôi thôi, nhưng mà chúng tôi lại được bị giấu rất là kín. Nếu mà biết sớm như thế này thì chắc là đây là điểm tụ tập của rất nhiều anh em nghệ sĩ ở đây rồi. Mình nói hơn về những cái món cổ vật này, anh sưu tầm trong bao lâu rồi ạ? Những cái hiện vật ở đây á, là đồ, đa số đồ của Sài Gòn xưa. Có những cái poster phim về điện ảnh, thì có những cái poster từ năm 1935 tới 1975. Lâu lắm rồi. Tại tất cả các rạp của Sài Gòn ngày xưa đó là poster anh đang giữ rất là nhiều, và cải lương nữa, rồi những cái postcard của Sài Gòn, những cái phong cảnh của Sài Gòn ngày xưa. Vậy em thấy là anh sưu tập tất cả những cái gì cũng liên quan tới mô hình nghệ thuật, là không biết anh có làm chung nghề với tụi em không ạ? Anh làm điện ảnh năm 2012 là 7 năm rồi, anh làm bên phát hành phim, sau đó anh làm bên ekip sản xuất. Vậy là có dính dáng tới phim anh. Nhưng mà anh cũng có tham gia rất là nhiều phim đúng không anh? Anh tham gia được 13 phim đó. Wow, trời ơi. Nơi anh mở đây 1 năm nhưng mà em nhìn tới cái địa thế á, em muốn hỏi là ở một cái khu sala nó rất là sang trọng, cái vấn đề mà anh đi kiếm cái chỗ mà để anh trưng bày những cái đồ cổ như vậy, và cái ý tưởng từ đâu mà anh lại qua tới đây ạ? Tại vì những hiện vật của anh rất là nhiều hiện vật, mà hiện vật mà nếu mà kiếm cái không gian nhỏ quá thì là khó mà bày hết cái tất cả hiện vật ở đây, như những cái xe nước của Sài Gòn chiếc 75 nè, rồi những xe hủ tiếu tàu, rồi những chiếc xe máy, rồi những cái bàn ghế tivi này, tất cả hiện vật rất là to. Phải có một không gian rộng lớn như đây, thì gặp một người bạn thì có cái không gian ở đây, kết hợp với Kim Tuyến rồi mở cái quán Lúa này cách đây cũng hơn trên 1 năm rồi. Em xin lỗi nha, nãy em không có thể nào cử lỗi ra. Thôi thử món ăn. Thực ra em bực mí luôn là khi mà em ngồi ở đây nè, cái không gian này nó rất giống với nhà ngoại của em luôn á, nên làm em trời ký ức ùa về. Cái chỗ tivi này nè, trời ơi, là TV rất là nhớ. Cổ luôn á. Đây đây TV, đó TV cổ luôn. Đồ cổ nhẹ tay, đó. Đó. Yeah. Những bạn mà bây giờ là mà 9 ít hoặc là 10 ít thì các bạn sẽ không bao giờ biết được cái cảnh tượng mà cái có một chiếc TV này tồn tại đó mà. Ngày xưa thì tụi chúng anh là đó, nhà đã có những cái chiếc TV này là rất là sang rồi đó, nhà rất là mắc tiền ngày xưa. Nhà giàu mới có đó. Yeah. Hồi xưa là nhà giàu chỉ có một cái TV này rồi cả xóm mua tới giờ mới mua lại coi. Khi mà mỗi lần người ta muốn cho coi là thôi. Trời anh kêu kỳ quá vậy. Anh ơi, vậy thì khi mà anh qua đây được 1 năm thì anh có gặp khó khăn gì không trong cái chuyện mà mình tiếp cận với lại khách hàng? Ở bên đây là cái khu đô thị mới, mà khách thì cũng chưa về đây nhiều, nhưng mà dựng lại cái quán này để giới thiệu cho mọi người có cơ hội để hồi tưởng lại những cái món ăn rồi những cái hiện vật của Sài Gòn trước đây, để cho người ta có cơ hội để tìm hiểu, nhất là các em học sinh. Dạ. Mối quan tâm cũng như cái sở thích của anh mà bắt đầu anh sưu tập đồ cổ là từ năm nào ạ? Anh bắt đầu sưu tập cổ vật là năm 1993. Lúc đó mới khoảng 20 tuổi à. Thì anh thích những cái đồng tiền của thế giới đó. Lúc trước thì làm ở sân bay Tân Sơn Nhất. Anh có nghề tay trái là nghề ảo thuật, cho nên là khách rất là thích và tặng những cái tờ tiền của các quốc gia đó. Rồi anh bắt đầu sưu tập. Rồi anh khi có đầy đủ cái bộ sưu tập tiền thế giới thì anh cũng được kỷ lục Việt Nam về bộ sưu tập tiền. Rồi anh bắt đầu qua sưu tập tiền tiền cổ Việt Nam, tiền các triều đại phong kiến, rồi tiền giấy qua các giai đoạn lịch sử của Việt Nam. Rồi bắt đầu là sưu tập những cái thứ gì liên quan tới Sài Gòn. Dạ. Dạ, bây giờ nói về cái kỷ lục của anh đi. Được xác lập thì anh mới nhắc đến cái xác lập kỷ lục đầu tiên là cái đó về bộ tiền thế giới thôi. Thì còn ngoài ra thì còn những cái xác lập kỷ lục gì nữa? Anh có một bộ sưu tập rượu mẫu Việt Nam. Anh có trên 3.000 chai rượu mẫu.
rồi có bộ sưu tập poster phim cũng là trung tâm kỷ lục đang xác lập. Cái bộ sưu tập xe cổ, anh có hai chiếc xe có giá trị nhất là chiếc xe của chính quyền Vũ Bảo Đại 1938 và một chiếc của ông Ngô Đình Thục là anh tổng thống Ngô Đình Diệm 1936. Thì hai cái xe đó là anh đã tham gia rất là nhiều cuộc triển lãm với festival xe cổ của Sài Gòn và các tỉnh. Còn bộ sưu tập nào được xác lập được không ạ? Anh có nhiều bộ sưu tập lắm, nhưng mà những cái bộ sưu tập poster phim là nó giá trị về điện ảnh là nó rất là nhiều, những cái phim mà ngay cả bên viện phim cũng không có nữa. Bên viện phim rồi tất cả các đạo diễn của Sài Gòn đến đây rất là thích và không biết hỏi tại sao mà có được cái nhiều cái poster quá. Còn những cái hiện vật mà về gọi là cổ mang tính chất nét văn hóa của Việt Nam mình, có cục xà bông Cuba, đó là cái hiện vật, đó là về nói về Cuba Sài Gòn đó, Cuba Thiệu đó, năm 1920 thì Pháp là sản xuất ra cái cục xà bông đó là in hình cái cô Cuba Thiệu là hoa hậu của Sài Gòn năm 1865. Thì Cuba được mệnh danh là hoa hậu rồi được in trên cái postcard rồi in trên con tem, thì anh có đem ở đây. Đây là cái cục xà bông 1920 đó, là xà bông Cuba của Pháp. Savon, tiếng Pháp. Tiếng Pháp đó. Đây là hình Cuba nè. Đây, con tem anh bỏ vô. Rồi đây anh nhé. Đây. Cuba đó hả? Đây là Cuba. Cuba Thiệu đó. Hoa hậu Việt Nam đầu tiên. Đầu tiên đó, 1865. Dạ. Đây là những cái poster phim nè. Wow. Poster. Phim của Việt. Anh còn bộ sưu tập hóa đơn của Sài Gòn ngày xưa nữa. Dạ. Đây là những cái bản nhạc của Sài Gòn những năm 60, 70. Những món ăn. Những món ăn vặt của anh thì cũng đánh về những cái món mà gắn liền với tuổi thơ đó. Thì đây, mình có này. Khi mà mình kiếm lại thì có khó không, hay là quán mình tự làm? Ông quán này mình tự làm hết. Những cái món ăn như cốc ổi mía ghim đó thì mình làm theo cái kiểu ngày xưa đó. Đó, mấy rạp chiếu bóng ngày xưa đó là vô là có cái mía ghim nó cũng ghim vậy nè, chứ không có mà rất là đẹp. Đó, cốc nó cũng làm giống vậy. Tẻ này rất là lâu rồi, rất công phu. Anh ăn nữa hả Quang? Trời ơi. Đúng rồi. Em cũng thử thôi, hương vị anh làm em nghiền quá à. Như cái siro đá bào cũng phải đi tìm những cái ly ngày xưa đó. Dạ. Những cái ly, những cái dĩa của Sài Gòn trước đây thì đi tìm lại mua cho bằng được những cái bàn rồi ghế rồi những cái chén dĩa của Sài Gòn xưa, anh dựng lại hết cái không gian trong không gian lúa. Chế rồi ngon quá à. Ăn đi mấy ông. Vậy là cứ ăn đi, tới cái này là thật sự ngày hôm nay quý vị chỉ có đến với lúa Sài Gòn thì chúng ta mới tìm được đầy đủ các món ăn mà gắn liền với tuổi thơ thôi. Bella đừng ngần ngại gì hết, không cứ ăn đi. Em không ngại gì đâu. Đây là cái bánh trăm banh đây. Mình thấy được cái bánh trăm banh nhưng mà mình không bao giờ mình nghĩ là đây cái khuôn. Đây là cái khuôn. Đây lần đầu tiên, cũng là lần đầu tiên em thấy được cái khuôn, chứ trước giờ mình chỉ biết bánh trăm banh là măng thôi. Anh còn bánh cái khuôn mà làm bánh bông lan nữa. Dạ. Cũng có. Đây. Ôi. Nó bằng đồng á. Xưa quá xưa. Cái này nè. Bella biết làm sao không? Bỏ lên lò luôn. Đúng không? Lò gì mà lò, ngày xưa là vô bằng than. Bỏ than trên dưới nè. Ồ, em chỉ nhớ là than dưới thôi. Ở trên đây nè, đặt than ở hả? Trên để cho bánh ở trên nữa, đúng không anh? Đúng rồi. Tệ quá. Anh ơi, ngày xưa là ngày hôm nay Bella đã mở mang tầm mắt rất là nhiều. Vì hồi xưa nghèo quá, không được ăn bánh bông lan. Ngoài hàng nghìn món đồ cổ, điểm nổi bật của quán cà phê còn là những món ăn thức uống mang đậm phong cách của Sài Gòn xưa. Đến với quán cà phê lúa, ai cũng có thể tìm thấy những điều bất ngờ. Rất nhiều thứ ở đây, dù có tìm lại các bảo tàng cũng không thể nào thấy được. Đây là cái bàn để đổi ảnh ngày xưa. Cái này là máy đổi ảnh trắng đen nè. Rồi. Lần đầu tiên em được thấy luôn anh ơi. Đây là cái máy đây hả? Cái máy đổi ảnh á.
cái quy trình nó hoạt động như thế nào? Cái này á, ngày xưa nó ở dưới nó có cái khay, rồi xong người ta bỏ thuốc vô trong cái khay đó, trong cái này bấm điện nó có đèn đó, xong cái nó rồi ảnh cái đó nó rửa nó thuốc. Tự ra ra cái đúng hình rồi. Đó phải không anh? Lạ quá, lần đầu tiên. Lần đầu tiên em thấy cái này. Cái này những năm 40 50. Là hồi xưa là chỉ có ảnh trắng đen thôi. Rồi sau 75 bắt đầu từ 75 mới có cánh màu, 70 72. Rồi cái bình thủy này lâu lắm luôn rồi nè. Quang. Ê, bây giờ thấy cái này không? Đây, cái này là đi đám cưới đó, bưng quả đó. Ủa vậy hả? Cái quả. Đúng rồi. Vậy giống như cái đồ mình đựng bánh bao vậy. Đó, bưng quả đó ngày xưa đó. Đựng trầu cao. Cây quả đó. Thấy bánh cái quậy. Thật vậy tính ra ngày xưa bưng quả gọn hơn bây giờ hả? Hả? Cái này mang qua lễ vật mang qua thôi. Nhưng mà nó gọn hơn bây giờ. Đúng không anh? Mâm quả ngày xưa nó nằm trong đây hết, nó gọn. Dạ, nó gọn. Em nghĩ một người bưng là được rồi. Không, ngày xưa là cái đầu heo đi trước người đây là. Em xách cái, em xách cái. À vậy hả? À đi. Rồi, anh đi đi. Đây, còn cái này là cái gì anh Hiệp? Đó là cái máy chiếu phim ngày xưa đó, máy chiếu phim lưu động. Nó nằm trong chiếc xe Goben, rồi cái phía sau nó có cái thùng. Hồi đó trong cái thùng đó là có 8 cái lỗ để con nít nó nhìn vô á. Hồi xưa đây, mỗi lần coi phim là 1 đồng. Rồi mấy đứa nghèo nghèo không có thì hai đứa coi chung, mỗi đứa con mắt. Một ống. Đúng rồi. Đó, máy chiếu phim ngày xưa. Thương quá à, thấy cưng á. Biết cái gì em về là không? Cái này hả, cái giống như nếu như mà bà nội, à cái ấm trà đúng không? Cái đặt để ống trà giữ ấm vô, ở trong á. Để ấm trà vô. Đặt cái ống trà. Ấm trà để trong á. Ở trong cái này là lấy cái lõi ra rồi anh ha. Lấy ra rồi là mình là có cái. Đây còn cái này. Cái này là trong đây là chén dĩa, nhưng mà ngày xưa người ta đựng bánh, đựng trầu, không, trầu cao để mấy cái bà đi quýnh bài túi sắt á. Mấy bà già đó. Đó xách theo. Trời, chơi quýnh bài mà công phu vậy luôn đó, ha. Mấy bà giàu giàu á đi là cầm mấy cái đây đó. Còn nhớ cái này ở ngoài đây là bằng nhôm đúng không anh? Đúng. Còn ở trong là mình có cái mây bằng vải thôi. À, nhưng mà ở trong đó là chấu để trong, không mà cái ấm trà mình bỏ vô xong thì mới giữ ấm lâu được. Công nhận con nhà khá giả nên đó, ấm trà ngày xưa là cái này đó, trong đó nó nằm trong đó đó. Bình này thì em hình dung được nè. Ok. Quang cất đi. Trời. Đây, cái xe này là em muốn may đồ gì không? Em thích áo dài. Thì đây là mày áo dài, cái này là ngày xưa anh nè. Đây là cái không gian nhà may, rồi đây là cái máy bằng máy may trên 80 năm rồi đó. Có hiệu Singer rất là nổi tiếng. Anh ơi, mấy cái này là mình thiết kế lại. Cái này mình làm lại, mình làm lại theo cái bảng hiệu ngày xưa. Rồi nó giống cái phong chữ ngày xưa. Dạ. Còn bên sau lưng em đó là chiếc xe tay ga đầu tiên của hãng Honda đó. Dạ. Xe tay ga luôn hả? Tay ga đầu tiên. Xe này còn chạy được không anh? Xe còn chạy được. Chiếc xe này chiếc BC1972 đó. Màu 47 đẹp. Năm. Anh, cái màu này có phải là màu zin của nó? Màu của nó. Nó có 3 màu là màu đỏ với màu xanh Honda Dam. Với màu này màu mực, xanh mực. Ừ, mình cứ đạp cho đến nỗi nó nổ máy bắt đầu vặn ga. Đúng rồi, thôi. Bỏ nó giống chiếc Bavetta đúng không? Giống như Bavetta là năm 87 là chiếc xe của tiệp. Dạ. Màu đỏ. Dạ đúng. Còn chiếc xe này là của hãng Honda. Xe này chắc em chạy đẹp lắm á. Thì tính ra xe ngày này xưa nữ. Là ngày xưa là có xe tay ga trước khi có xe số. Đúng rồi, xe tay ga đầu tiên của hãng Honda. Dạ. Chờ Honda thì bền khỏi nói rồi. Dạ. Coi. Nên em thấy cái đồng hồ báo thức nè. Rồi cái ống nhổ, cái đó là ống nhổ đó. À, ống nhổ để trầu. Mấy bà già đó. Trầu để trầu. Dạ. Đó cái cây trầu cao. Ừ. Rồi, quá trời thứ luôn. Ngày hôm nay đến với là cà phê lúa Sài Gòn thì Hà Chí Quang cũng như Lê Bên Hai là trở về với không gian tuổi thơ của mình. Còn em thì có nhiều thứ rất là mới lạ. Đúng rồi. Và cũng giống như quý vị khán giả đang xem truyền hình chuyện đó chuyện đây, và quý vị khán giả đã biết được quán cà phê lúa Sài Gòn thì quý vị sẽ có một không gian trải nghiệm hoàn toàn mới giống như Lê Bê La. Những cái hiện vật hoàn toàn chưa biết đến nhưng mà thật sự nó đã tồn tại ở Sài Gòn chúng ta từ rất lâu rồi. Và phải cảm ơn người đã sưu tầm những hiện vật này, anh Hiệp. Và xin chúc cho anh có nhiều sức khỏe và cũng như bổ sung thêm rất nhiều hiện vật cho bộ sưu tập của mình. Anh cũng cảm ơn Hà Trí Quang và Lê Bê La đã dành ít thời gian đến để anh giới thiệu cái niềm đam mê của anh. Dạ. Xin chúc cho em có nhiều sức khỏe. Dạ. Em cảm ơn anh. Với lại em cảm ơn anh, đồ ăn ngon quá. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây. Và quý vị ơi, để biết thêm nhiều chuyện lạ lắm à nghe. Mời quý vị tiếp tục đón xem chương trình của chúng tôi được phát sóng trên kênh HTV7 lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần. Và bây giờ thì Hà Chí Quang, diễn viên Lê Bê La và anh Hiệp, chủ quán cà phê lúa Sài Gòn xin chào và hẹn gặp lại quý vị.